Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cách dự án này đó trên kênh của mình thì một bất chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cũng như các bạn có thể join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án AirDot mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ sàn Vitalik Exchange AirDot. Tham gia dự án này mọi người chia phôi thưởng là 500.000 đô à? 500 đúng rồi, 500 triệu đô mọi người. Và tổng giải thưởng sẽ là 200.000 đô token Vita mọi người nhé, dành cho tất cả mọi người tham gia cũng như mọi người đăng ký mới, mọi người nhận được 8 token Vita mọi người nhé, tức là 8 USDT đây nhé mọi người nhé. Đấy, đây là kèo dành cho người mới mọi người nhé. Còn nếu anh em đã đăng ký trước đây rồi thì anh em chia sẻ thì mọi người nhận được một token Vita đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia kèo AirDot này. Kèo này là pre và chúng ta tham gia đều nhận được token mọi người nhé, nên các bạn cố gắng tham gia cho mình. Rồi bây giờ chúng ta bấm start. Khi các bạn join vào kênh Telegram, các bạn bấm start này. Ok. Rồi tiếp theo ở đây các bạn bấm scan tin. Ok, ở đây mà các bạn nhập cái mã captcha yêu cầu đây cho mình nha. Rồi sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin rồi thì nó sẽ hiện diện như này. Bây giờ thì các bạn sẽ đăng ký cái tài khoản sàn Vista Exchange cho mình nhé. Đây thì các bạn cứ vào link dưới phần mô tả cho mình ở đây. Ở đây các bạn cứ đăng ký cái link này cho mình này. Và đây các bạn cần phải đăng ký tài khoản này đây nhá. Khi các bạn join vào cái link này cho mình này thì các bạn nhập email này, nhập mật khẩu này, nhập lại mật khẩu này. Cái dòng mã code này thì các bạn ủng hộ mình một cái mã code nha mọi người nhá. Đấy. Tiếp theo, lưu ý là khi các bạn nhập mã code đôi khi mọi người mới nhận được token, còn anh em không nhập mã code thì chưa chắc đã nhận được token mọi người nhá. Mình cũng đăng ký qua link người khác thôi. Rồi, sau khi đầy đủ thông tin rồi thì các bạn tích vào ô vuông đây và bấm sign up. Ở cái bước sign up ấy thì nó sẽ có cái bước là mọi người sẽ nhập cái mã captcha. Nó bắt mọi người nhập mã captcha để mọi người lấy cái mã code, tức là mã code ở nó gửi cái vào email để mọi người copy cái mã code đấy để đăng ký mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người này. Đây đầy đủ thông tin nhá, bấm sign up này. Đây khi các bạn bấm sign up xong thì nó sẽ có một cái email này, gửi cái mã code về email của mọi người này. Các bạn vào email này thì nó sẽ có email như thế này. Các bạn copy mã code này cho mình nhá. Sau đấy nhập vào đây và bấm một confirm. Đấy. Sau khi confirm xong thì nó bảo là các bạn đã đăng ký thành công, thì các bạn sẽ có một cái nó sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập, thì mọi người sẽ bấm nhập email hoặc số điện thoại của các bạn, nhập mật khẩu, sau đây bấm kéo thay nhà sang. Nó sẽ hiển thị một cái tiếp tục hiển thị một cái tin nhắn để gửi vào email, thì các bạn tiếp tục copy lại cái số đấy và nhập vào để đăng nhập cho mình nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại Telegram nhé. Để hoàn thành nhiệm vụ này. Khi các bạn điền đầy đủ đăng ký tài khoản xong rồi, bây giờ các bạn join vào hai kênh group và kênh channel Telegram cho mình. Join vào. Ok, khi các bạn join vào kênh group Telegram bấm vào join in, sau các bạn bấm vào chat cho mình một từ đây nhá. Chúng ta không phải là người máy nhá. Ok, rồi. Tiếp tục quay trở lại kênh channel. Join vào kênh channel Telegram cho mình. Rồi, bấm tham gia kênh ở đây cho mình nhá. Đấy. Rồi ok, tiếp tục quay trở lại cho mình. Bây giờ chúng ta follow kênh Twitter cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ mở kênh Twitter lên cho mình nhé. Đây, mở kênh Twitter lên. Ok, ở đây các bạn follow kênh Twitter lên cho mình nhé, bấm theo dõi này. Rồi, sau đó kéo xuống bài đăng. Các bạn bấm like và retweet lại bài đăng này chẳng hạn. Nó có bài đăng dưới này nhá. Đây này, bài đăng của dự án đây. Bấm like này, retweet bài đăng. Này, kèo khá ngon này, đã có 13.000 người tham gia mọi người nhá. Bây giờ chúng ta quay trở lại kênh Telegram tiếp tục này. Ở đây nó bảo là mọi người sẽ like, retweet và tag 3 bạn bè vào cái bài post này cho mình. Đây, mở bài post lên. Đây bài post của nó đây nhá. Như vậy là chúng ta cần phải like, retweet và tag thẻ 3 người bạn này. Ở đây các bạn có thể bình luận này. Rồi bây giờ chúng ta cần phải retweet này, retweet lại cho mình nhé. Ở đây mọi người retweet lại cho mình. Oh, sorry mọi người. Này retweet này. Mọi người có thể bình luận nhé, ủng hộ dự án. Rồi sau đấy gắn thẻ 3 bạn bè vào cho mình. Ok, gắn thẻ 3 bạn bè này. Ok, bấm tweet lại cho mình. Rồi. Tiếp tục, khi đã retweet xong, bây giờ quay trở lại Telegram. Ở đây các bạn follow kênh Facebook này, follow kênh Instagram, rồi join hai kênh group ở đây cho mình này. Lần lượt chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ nhé. Ok, vào đây các bạn bấm nút like đây cho mình. Đấy. Ok, đã xong nhá. Tiếp tục quay trở lại Telegram.
follow kênh Instagram cho mình luôn. Vào đây các bạn bấm theo dõi kênh. Ok, sau đó quay trở lại Telegram tiếp tục. Bây giờ nó bảo là mọi người join vào kênh group đây. Đây, join vào hai kênh liên kết nhé, bấm vào tham gia kênh này, chat cho mình từ đây luôn nhé. Đấy, rồi tiếp tục quay trở lại, join vào kênh Chen New luôn. Bấm tham gia, ok. Rồi, tham gia xong thì tiếp tục quay trở lại Telegram. Đấy, ở đây các bạn follow kênh liên kết Twitter này, mở kênh Twitter lên, đây kênh liên kết mọi người nhé. Rồi bấm theo dõi này, đấy. Đồng thời các bạn kéo xuống bài đăng, xem bài đăng của dự án có không, không quay trở lại Telegram. Đây quay trở lại Telegram, các bạn bấm chữ post đây, các bạn sân like và rồi tít lại cái bài post này, ở đây nhé mọi người nhé. Đây, bấm like này và rồi tít lại bài post, ok. Đấy, đã xong, quay trở lại Telegram. Bây giờ các bạn bấm submit data cho mình. Chúng ta sẽ điền thông tin. Ở đây này, nó bảo mọi người KYC thì cái này hình như chưa bắt buộc. Nhưng nếu mà các bạn KYC được thì càng tốt mọi người nhá. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại sàn này, sàn Bistalex Exchange cho mình. Rồi, bây giờ vào sàn này chúng ta bấm đăng nhập cho mình nhá. Bấm login cho mình nhá. Ok, nhập thông tin cho mình. Bước thông tin tiếp tục kéo sang sao. Đấy. Thì nó sẽ gửi một cái mã captcha và nó sẽ gửi một cái mã code về email của mọi người nhá. Gọi đầu một lát. À, ở cái bước này khi mọi người không cần nhập mã code nhá, bấm login này. À đây, một mã code này, đấy. Đây mọi người đấy nhá, email này, nó sẽ gửi một cái mã code về email của mọi người. Các bạn vào email, copy lại mã code cho mình. Đây mọi người để ý này. Nó sẽ gửi phần phòng cập nhật nhé, mọi người để ghi ba gạch ở đây. Đấy, sau đấy mọi người phải bấm vào phần email phần cập nhật nhé. Mạng mình hơi chậm nhỉ. Đấy, bấm vào phần cập nhật này, kiểm tra xem. Đây mọi người nhé, đây, limit. Đấy, con mã code đây nhá. Ở đâu rồi? Đây này. Đây mọi người nhé, 178139. 178139, ok, bấm confirm. Rồi chúng ta login nhé, ok. Ngoài ra dưới này có phần tải app, mọi người có thể download app ở đây, file apk mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bấm phần avatar đây này. Đấy, mọi người sẽ có cái EID này, mọi người copy lại cho mình dòng chữ này, cái dòng số này chép này, ok. Sau đó quay trở lại Telegram này, gửi vào đây cho mình. Đấy, bấm gửi. Đã xong. Ở đây mọi người đã join vào tất cả kênh Telegram rồi, bấm đôn. Đấy. Tiếp tục, ở đây các bạn sẽ gửi profiling kênh Twitter của mọi người thì các bạn sẽ quay trở lại kênh Twitter của mọi người này. Ở đây nhá. Các bạn vào là kênh Twitter này. Bây giờ các bạn mở là kênh Twitter. Đấy. Khi mà mở là kênh Twitter xong, các bạn bấm vào avatar đây này. Các bạn sẽ bấm vào phần hồ sơ. Ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ ba gạch đây. Bấm vào chữ chia sẻ. Rồi. Chia sẻ xong các bạn bấm vào sao chép URL đây nhá. Đấy, sau đó quay trở lại Telegram. Gửi vào đây cho mình. Ok, bấm gửi. Đã xong. Tiếp theo các bạn sao chép lại profiling kênh Facebook của mọi người. Ở đây các bạn lại vào lại Facebook này. Khi các bạn vào Facebook thì các bạn sẽ bấm ba gạch ở đây. Đấy, sau đó bấm vào chữ avatar của mọi người. Đấy, trang cá nhân ấy, bấm ba gạch ở đây. Rồi, kéo xuống đây, các bạn bấm vào sao chép trang cá nhân. Ok, quay trở lại Telegram. Gửi vào đây cho mình. Ok, tiếp tục follow copy lại profiling kênh Instagram thì các bạn copy lại cái link cho mình này. Ok, đấy, sau đó xóa dòng chữ ở sau này. Các bạn sẽ gắn cái username kênh Instagram của mọi người nhé. Đấy. Ok, đấy, như vậy nhé. Tiếp theo ở đây bấm đôn. Ok, ở đây cũng bấm đôn mình. Đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái link Z để giới thiệu mọi bạn bè người thân. Ok, bấm start it này. Ở đây nó bảo gì đây? Ở đây nó bảo là mọi
Mọi sự hỗ trợ các bạn có thể giao vào kênh support này nhá. Ở đây mọi người nhá. Đấy, bấm start tí để chat số dư luôn. Đấy. À, lưu ý với mọi người là kèo này thì hiện tại đây này, mọi người sẽ nhận được 8 token này. Hình như là không biết là nó có bắt buộc phải KYC không, nhưng mà nếu anh em KYC được thì KYC mọi người nhá. Mọi người có thể tải app về làm cho mượt nhá. Đấy. Và link, tất cả link liên quan thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn tất cả mọi người xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.